cho bác về con mới lên cho con nuôi ha. Trời ơi, rồi tiền gạo thóc đâu nuôi. Chị gì đứng ra xét em cái. Bây giờ cái điều quan trọng nè. Chị cho em hỏi mà tại sao chị biết em? Chị điện thoại chị nhắn, chị nuôi thương có lắm chị mới nhắn chị vô. Không mà cho sao chị biết số điện thoại của em? Biết chị điện thoại chị biết chị kênh của lúc trước chị để lên mà. À là nói chung là thường xem kênh YouTube đúng không? Mà bây giờ cái điều quan trọng là tại sao chị cho nó vậy? Ở tập thể là sao chị? Ở tập thể ở đông người ta, trong đó người phòng phòng phòng. À trong đây hả? Ở nhà trọ tập thể đúng không? Rồi nó phá. Coi là trong nhà trọ có con chứ nhiều đúng không? Con rồi nó phá. Ta cho chị nuôi. Rồi chị nuôi nó lâu chưa? Cũng mới nuôi đây à. Nó phá lắm. Chắc nó mới có mấy tháng nhiều. Cái mặt rồi, mặt lì lợm rồi trời ơi. Bây giờ em hỏi thiệt nãy ví dụ như em không nhận rồi chị đưa ai? Cột lại mà tội nghiệp nó, chị đi làm đâu có nhà đâu. Thôi vậy giờ chị cột đó chị nuôi đi. Thôi đem chị đi về quê chị với 5 con chứ nữa. Rồi giờ chị về quê chị bắt lên cho kinh nuôi chị nha. Trời ơi, về quê nữa, con này nó đã mệt mỏi rồi, thêm con ở dưới quê nữa. Ở dưới quê con nó đem lên kinh nuôi chị, tại vì nó còn nhỏ nè, nó chưa có ấy nè, nó nghịch. Chị biết ở bên em bây giờ mấy trăm con rồi đó. Mà kinh nuôi chị con nó đi, ở bên bển chị đem mai mốt tới chủ quê thứ ba chị làm. Ý nó con này nè, sao chị không giữ nuôi đi? Giữ nuôi mà ngặt người ta mắng vốn chồng la hoài rồi, nó mắng vốn người ta la ấy quá trời luôn kìa, nó phá người ta. Mai nó nuôi không chị nhỏ? Ừ, mai nó nuôi. Nó phá chị cho vòng vòng cho mai nuôi chứ. Chứ cho người ta bán thịt nó tội nghiệp. Chứ bên em đông quá trời đông luôn á. Nó mang rồi mà. Nó tên gì chị? Nó tên gì hả? Vàng. Vàng ơi. Bắt gì nuôi đi. Bắt gì nuôi gì chị? Rồi chờ em xíu để ông ấy chuồn xuống. Chứ vì em nói thiệt luôn á, cứ mỗi ngày mà mỗi cái hoàn cảnh nó khác nhau vậy, nó dồn dập lên mấy ấm hả, mấy trăm con, 500-600 con luôn. Chị thấy cưng vậy chị mới. Ờ, chóng mặt luôn á. Cứ chủ nhà trọ rồi không đồ đuổi rồi không cho nuôi này nọ rồi chồng bắt ăn thịt rồi lung tung ben á, mọi hoàn cảnh luôn á. Rồi giờ chị nuôi vậy coi chị có chích người cho nó không? Không có chích người rồi. Không chích người luôn hả? Thương quá trời mà không chích người. Bây giờ cưng có chai thuốc mà. Thuốc gì? Tha cho con chó nó ra lông. Ở dưới quê chị có hai con nó cũng như nó. Thuốc gì mà con chó ra lông? Nó bị sà mâu thì bây giờ chỉ có uống thuốc sà mâu, uống thuốc viêm da nó mới hết thôi. Thấy chuồng hay Dũng? Trời ơi, cứ tình trạng tình cảnh này hoài chắc chết luôn, mấy ấm chết luôn á. Mỗi con về chị biết á là cứ tăng số gạo lên dần dần luôn á, làm mệt luôn á. Giống như con bé này nè, phải về phải chích ngừa nè, chị thấy không? Thấy chuồng hay Dũng? Thương nó lắm hả? Thương nó lắm hả? Hay sao mà khóc hoài vậy? Chồng không cho nuôi hay sao vậy chị? Ở chung người ta đã chữ hoài luôn. Mà sao mình không mướn nhà trọ mình ở riêng biệt? Nhà trọ người ta còn càng không cho nuôi chó nữa. Ờ, là cái này nguyên cái căn nhà ở tập thể luôn á hả? Ờ, tập thể. Là trong đó có một mình chị nuôi thôi. Binh nó mà mấy giờ lộn nhộn ở đây nè. À, là binh nó là gây lộn luôn hả? Mà ăn sao vậy? Ăn sao vậy anh trai? Cái gì? Bán làm hình luôn hả? Gì? Ác quá vậy? Cho mấy người ngoài lên nó ăn thịt liền á. Chú cũng ăn thịt chó dữ lắm hả? Không có ăn đâu. Ông ăn sao suối bán thịt chó? Ông chả bộ không? Tội lắm á. Ở đây thì... Thứ ba là chị đi ngang hết, chị nói chỗ nào vậy chị điện ra bắt nhìn chuyện con, chị ra ôm chứ quê lên. Lần con nữa hả? Con cũng cỡ này nó phá nghịch, nó chứ người ta mắng vô. Rồi nó bị ghẻ hả? Không, con chó bự của chị á, con chó già của chị nó bị ghẻ. Mà con bé con... Hả? 10 triệu thuốc không ăn. Vậy hả? Một cái thịt chó 10 triệu thuốc. Ờ, nó chưa được ăn, tội lắm chú ơi. Rồi bỏ nó vô nha. Khoan, chưa. Mà con bé chó này ở đâu ra mà chị nuôi? Ta cho chị bên bển, ta cho bên đường 34. Đường 34 cho chị. À người ta chắc người ta cho từ nhỏ đúng không? Ở bển nó nghịch nhà, nghịch dữ lắm người ta mới cho.
à. Người ta cho chị mình về đây, chị cho hai vợ chồng chở thì không có sao. Mà à, mấy người khác người ta vô á. Dạ. Người ta vô ở chung thì người ta la. Cái này chắc cũng 4 tháng à, 4-5 tháng gì. Chó này còn ngon lắm. Thấy cái răng nó kìa, biết rồi. Ừ, nó còn ngon lắm. Thôi khi trước khi về với em thì chị nhắn nhủ nó vài lời đi nha. Về ngoan nha con. Nha vàng nha. Ờ, tội nghiệp lắm cả nhà. Bây giờ cái người chị này nè, người chị tên gì? Tên Mai. Tên Mai hả? Ờ, chị Mai. À, chị cũng thương con bé chó lắm cả nhà, nhưng mà bây giờ ngặt cái là hoàn cảnh là phải ở nhà trọ tập thể thì mấy hôm nay nó lộn xộn với vấn đề là con bé chó nó nghịch quá, thì mấy người ở chung thì người ta không có đồng ý, rồi nói chung thì người ta không có thương đó, rồi chị Mai mới gây lộn gây gỗ với là người ta, bây giờ người ta không có cho nuôi nữa hả chị? Cũng như đang cho nuôi đó, cũng không phải chị lộn mà mình nghịch ấy vậy đó, người ta buồn vậy thôi. À, nói chung là bây giờ người ta không cho chị nuôi nữa đó. Ờ, cũng như người ta nói tính gì tính đó. Chứ dạ. Mà giờ trời nãy điện chồng nói ừ đi cho người ta đi. Rồi thí dụ em hỏi là hồi nãy mà chị điện cho em không được với em không nhận, rồi chị mang con bé này đi đâu? Thì chị cũng không biết sao chồng chị kia mua với xích cột mà chị cột chị thấy tội quá à. Chồng ai nhà chứ. Rồi thôi chị mang cho em đi. Chị bỏ vô chuồng cho em đi. Em mở cửa ra. Chưa đi ngon kia kìa.